Kính chào quý vị và các bạn. Bắt đầu triển khai từ năm 2022 đến nay, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã thực sự vào cuộc đối với công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tuy nhiên, công tác chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh ta còn nhiều khó khăn, thách thức. Khả năng cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế do quy mô của đa số doanh nghiệp là nhỏ và vừa, thiếu vốn và trình độ công nghệ thấp. Thói quen mua sắm truyền thống, tâm lý, thị hiếu tiêu dùng tiền mặt của đại đa số người tiêu dùng ảnh hưởng lớn đến quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Giải pháp nào để thực hiện lộ trình phát triển kinh tế số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quảng Ngãi là nội dung chính sẽ được đề cập trong diễn đàn trí thức lần này. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 200 sản phẩm OCOP. OCOP là chương trình mỗi xã một sản phẩm với trọng tâm là phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị. Đây cũng chính là giải pháp và nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Tuy nhiên, có một thực tế hiện nay là các sản phẩm OCOP của Quảng Ngãi vẫn chưa được quảng bá rộng rãi và chuyên nghiệp, dẫn đến thua thiệt so với các sản phẩm địa phương khác trên cả nước. Một gian hàng được trưng bày sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Việc ứng dụng công nghệ số để nhận diện thương hiệu cũng như quảng bá sản phẩm chưa được chú trọng. Trong tất cả những cái sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ngãi thì đúng là còn hạn chế về việc là đưa những cái thông tin của nhà sản xuất cũng như là của người bán lên tem nhãn mác, bởi vì là còn ví dụ như là những cái tem trích xuất nguồn gốc hay là mã QR code ấy thì vẫn còn chưa được dán hết lên tất cả các nhãn mác, và đấy làm cho khách hàng rất là bất tiện trong cái việc mà muốn tìm hiểu sâu về sản phẩm. Thì thực ra mà khi mà có cái mã QR code ấy thì người ta chỉ cần check lên là người ta biết được là cái sản phẩm đấy như thế nào, ở đâu và cái hạn sử dụng cũng như là công năng của nó như thế nào, thì người ta sẽ cảm thấy là có niềm tin hơn đối với sản phẩm và nhờ thế mà người ta sẽ mua nhiều sản phẩm hơn. Với cái số lượng sản phẩm như bây giờ để mà tiếp cận được cái thị trường vượt ra ngoài tầm Quảng Ngãi thì nói tuy nhiên nó vẫn còn rất là nhiều hạn chế, do là chúng ta chưa có áp dụng công nghệ số trong cái việc mà bán hàng. Bởi vì thường chúng ta vẫn quan tâm đến cái việc là giới thiệu truyền miệng, người thân, người này giới thiệu cho người kia, chứ còn chưa có quảng bá sâu sắc, chưa quan tâm sâu sắc đến cái việc bán hàng trên các trang thương mại điện tử, Facebook, Zalo hay là những cái sàn thương mại khác, TikTok hay là Lazada, bởi vì là còn rất là lúng túng trong cái việc mà sử dụng cái khoa học công nghệ trong chuyển đổi số. Là doanh nghiệp xã hội hoạt động vì mục tiêu môi trường và xã hội, công ty Sumco huy động mọi nguồn lực nhằm đầu tư hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình phát triển bền vững gắn với du lịch cộng đồng. Mục tiêu của công ty là xây dựng mạng lưới các mô hình phát triển bền vững dựa vào nội lực, trong đó lấy cộng đồng địa phương làm chủ thể, lấy du lịch cộng đồng làm động lực, phát triển đa lĩnh vực, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế vùng nông thôn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Tuy nhiên, việc ứng dụng các nền tảng số vào phát triển của công ty vẫn còn đang trong giai đoạn tìm hiểu và sẽ thực hiện trong tương lai gần. Công ty chú trọng đến việc lựa chọn nhà cung cấp phù hợp để thực hiện. Hiện nay rất nhiều những cái đơn vị người ta cung cấp các cái dịch vụ tương tự như thế, thì mình sẽ không cần phải tốn quá nhiều nguồn lực và tốn quá nhiều thời gian để đào tạo nhân sự, mà chưa chắc là nó đã phù hợp. Cho nên là trong thời gian đến thì bên doanh nghiệp, bên em cũng sẽ bắt đầu là mời hoặc là đặt hàng đối với những cái đơn vị người ta cung cấp những cái nền tảng đó, và người ta kèm theo nhân sự để mà làm đúng theo yêu cầu của mình, và người ta cung cấp tất cả những cái công cụ, trang thiết bị và các cái giải pháp nó phù hợp với cái mục đích của mình. Không chỉ ngành nông nghiệp và ngành du lịch của tỉnh Quảng Ngãi đang chậm ứng dụng các nền tảng số để thúc đẩy phát triển, mà hầu hết các ngành khác cũng nằm trong tình trạng tương tự, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Mới đây, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo khoa học, thực trạng và định hướng giải pháp phát triển kinh tế số tỉnh Quảng Ngãi. Hội thảo đã thảo luận và đưa ra các giải pháp giúp Quảng Ngãi thúc đẩy phát triển kinh tế số gắn với việc xây dựng phát triển kinh tế xã hội theo hướng nhanh, bền vững. Đối với phát triển kinh tế số trong ngành nông nghiệp, một số tham luận đã chỉ ra những thực trạng, những điểm yếu trong chuyển đổi số, đó là nhận thức và kiến thức hạn chế về công nghệ số, hạ tầng kỹ thuật và kết nối lạc hậu, thiếu nguồn lực tài chính, sự phân mảnh và thiếu minh bạch trong quy trình sản xuất và phân phối, thách thức về pháp lý và quy định, thiếu kế hoạch và chiến lược cụ thể.
Vì vậy, Quảng Ngãi cần có những giải pháp để đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, như tăng cường hỗ trợ và đào tạo công nghệ số cho cộng đồng nông dân, xây dựng hạ tầng kỹ thuật số và mạng lưới liên kết, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, tăng cường quản lý thông tin và minh bạch. Cái vấn đề mà minh bạch về thông tin cũng như là cái xây dựng cái cơ sở dữ liệu thì cái giúp cho cái việc truy xuất nguồn gốc. Đối với người nông dân thì cái sản phẩm anh làm ra, nhưng mà cái người tiêu dùng người ta muốn hiểu là cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm này từ đâu, thì anh cần phải có một cái cơ sở dữ liệu để từ đó là người tiêu dùng có thể là truy xuất cái nguồn gốc cho nó tốt hơn. Theo Vụ Kinh tế số và Xã hội số của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 8 tỉnh thành phố Duyên Hải Nam Trung Bộ thì Quảng Ngãi đứng cuối bảng xếp hạng kinh tế số và đứng thứ 63 trong cả nước. Theo công bố của Tổng cục Thống kê thì tỷ trọng kinh tế số GDP của Quảng Ngãi năm 2022 đạt xấp xỉ 5% và năm 2023 đạt 5,55%. Tỷ trọng kinh tế số GDP của Quảng Ngãi đều thấp hơn mức trung bình của cả nước và mức độ lan tỏa kinh tế số trong các ngành lĩnh vực còn chưa cao. Do đó, Quảng Ngãi cần đẩy mạnh phát triển kinh tế số trong các ngành lĩnh vực mà Quảng Ngãi có thế mạnh, đặc biệt là công nghiệp, đồng thời thúc đẩy mạnh phát triển kinh tế số trong một số nhóm ngành dịch vụ. Phát triển kinh tế số của Quảng Ngãi thì đầu tiên với dịch vụ chúng tôi đề xuất là tăng trưởng cái thương mại điện tử. Đó là một cái thương mại mà mọi người dân, mọi hộ gia đình ở bất cứ đâu đều có thể làm được. Thứ hai nữa là chúng ta phát triển các cái dịch vụ logistics hỗ trợ thương mại điện tử. Thứ ba nữa là dịch vụ viễn thông, chúng ta sẽ qua quan điểm cách nhìn mới đối với Quảng Ngãi. Và thứ tư nữa là các dịch vụ liên quan đến du lịch và văn hóa. Đấy là phát triển về vấn đề tăng cái dịch vụ. Về mặt công nghiệp thì hiện nay Quảng Ngãi rất là tốt về các ngành công nghiệp truyền thống, công nghiệp thép, công nghiệp hóa dầu, công nghiệp gỗ, da dày. Chúng tôi đề xuất thêm một cái công nghiệp mới mang cái tính chất là hiện đại hơn, đó là cái công nghiệp trung tâm dữ liệu. Cái công nghiệp dữ liệu này thì nó có một cái lợi là cái giá trị gia tăng của nó rất là cao. Đấy, thì càng cao hơn so với các ngành công nghiệp truyền thống của chúng ta. Và ngoài ra nó lại kéo theo một cái hệ sinh thái của các cái nhà sản xuất phần mềm công nghệ số ăn theo cái công nghiệp dữ liệu này. Công nghiệp dữ liệu thì họ yêu cầu không chỉ là những nhân lực chất lượng cao và còn những nhân lực chất lượng tầm trung nữa, thì các trường đại học cao đẳng chúng ta cũng sẽ đào tạo thêm những người công nghiệp dữ liệu. Một trong những trụ cột quan trọng để phát triển kinh tế số là nguồn nhân lực. Một số tham luận đã đề cập đến tầm quan trọng và tính cấp thiết phát triển đào tạo nguồn nhân lực tại Quảng Ngãi. Tỉnh cần có đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế số đến năm 2030, trong đó có chương trình tái cấu trúc lại hệ thống các cơ sở đào tạo do tỉnh quản lý theo hướng phân loại, sắp xếp tầm quan trọng các cơ sở đào tạo và đầu tư phát triển theo ngành đào tạo để phục vụ phát triển kinh tế số và dịch chuyển cơ cấu kinh tế. Các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dài hạn của mình, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, chuyên viên chủ chốt, thông qua các hoạt động tuyển dụng, huấn luyện, cập nhật kiến thức, trang bị kỹ năng ngoại ngữ, thành thạo công nghệ thông tin, máy tính, nhằm nâng cao năng suất lao động và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Cái điều quan trọng nhất mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ người ta cần phải vượt qua đó là về mặt lãnh đạo và tầm nhìn của lãnh đạo. Khi mà lãnh đạo người ta có tầm nhìn và người ta có năng lực trong cái hoạt động chuyển đổi số, thì rõ ràng là lãnh đạo người ta sẽ lựa chọn phù hợp các cái công nghệ số và các cái tính năng nó phù hợp với cái tình thực trạng và cái tình trạng của doanh nghiệp. Từ đó thì rõ ràng là doanh nghiệp người ta sẽ sử dụng cái chi phí cho cái, tức là người ta chi trả cái chi phí cho cái hoạt động chuyển đổi số của mình một cách hiệu quả hơn, và không phải là mua các cái công nghệ mà quá dư thừa các chức năng. Và nếu rõ ràng là việc mà doanh nghiệp ban đầu người ta đầu tư dư thừa tính năng vào trong cái công nghệ số của mình thì cái chi phí ban đầu bỏ ra nó quá lớn và nó sẽ gây ra một cái việc là sử dụng tài chính, cái nguồn lực tài chính nó không hiệu quả cho doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số của Quảng Ngãi đạt 20% GDP. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80%, phải có hơn 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số. Hiện nay, nhận thức, nhu cầu và hành động theo xu thế kinh tế số vẫn còn hạn chế. Vì vậy, thúc đẩy phát triển kinh tế số ở Quảng Ngãi cần có sự tham gia tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Tăng cường hơn nữa sự hợp tác với các cơ quan doanh nghiệp địa phương, sự hỗ trợ đóng góp của các chuyên gia để tìm kiếm các phương án giải pháp cho sự phát triển kinh tế số. Đồng thời, bố trí nguồn lực phù hợp thúc đẩy ứng dụng kinh tế số trong các hoạt động kinh tế và quản lý điều hành. Coi như vậy, mục tiêu kế hoạch chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025 mới thực hiện được.
Diễn đàn trí thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.